Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Nhân Long Audio Hà Nội. Quý vị và các bạn quan tâm xin mời quý vị và các bạn bấm vào nút đăng ký màu đỏ để cập nhật những sản phẩm mới nhất B5 thông báo lên hàng ngày. Và hôm nay cũng như thường lệ, em xin giới thiệu và gửi đến quý vị và các bạn một đôi loa JBL 4344 Studio Monitor mới về bên em. Đây là một đôi loa rất là thương hiệu của thế giới bây giờ, được nhiều anh em tại Việt Nam rất là ưa chuộng. Loa thì là dòng này có loa là cấu hình là có một bát 40, củ bát thì là 2235H và củ mic thì là 2122H và họng kèn thì là 2307 và củ kèn thì là 2425G và đặc biệt nó là một chép dìu. Một chép dìu là 2405H. Và bây giờ em sẽ đi mở cái phần căng để cho quý vị và các bạn cùng chiêm ngưỡng cái mức độ đẹp của đôi loa này. Vâng, trước mặt quý vị và các bạn là đôi loa JBL 4344 Studio Monitor. Đây là một dòng loa được đánh giá rất là hay, dòng loa kiểm âm phòng thu đấy. Loa thì rất là đẹp luôn các bác nhá. Đấy, trước mặt quý vị và các bạn là đôi loa JBL 4344 cực kỳ đẹp luôn. Đôi này là sở hữu là 4 đường tiếng và một bát là theo thông số của hãng thì là bát 38cm. Và củ bát thì là 2235H đấy, thì vừa giới thiệu với bác rồi. Và một mic nó là 2122H. Đấy, nên là và một chép dìu, đặc biệt chép dìu và một họng kèn của nó là 2307. Củ kèn 2425G. Đây là đời bát vàng luôn các bác nhá. Đây là một đời bát vàng luôn. Dòng JBL 4344 này là nó có hai đời bát, một đời bát đen và một đời bát vàng. Đây là một đây là đời bát vàng mỡ gà luôn, rất là đẹp luôn, rất là hiếm và nhiều anh em là thích những dòng bát vàng này hơn. Và bây giờ đấy, em sẽ đi quay vào chi tiết giới thiệu cho quý vị và các bạn cùng tham khảo. Và chiếc đôi loa JBL 4344 này em đang bán, em đang ghép với chiếc âm ly Marantz 4400. Và đây trước bên phải em đây các bác, rất là đẹp luôn. Con này là thùng gỗ lạng. Đấy, rất là đẹp luôn. Những đôi loa này thì là không đẹp thì không bán được. Đấy, yêu cầu phải là cực kỳ đẹp này. Bởi vì là cái không gian em hơi nhỏ nên là thành ra là phải đưa nó tận vào trong đây. Tí nữa một tí nữa em sẽ kéo ra để giới thiệu cho quý vị và các bạn. Đây. Đây là họng kèn của nó nhá, đây là một chép dìu này. Đây là họng kèn chép dìu này. Đây là một mic này, mic 20 này. Mic 20 là màng vải này. Là màng vải là gân mút này. Đấy thì rất đẹp luôn. Và dòng này nó có 3 cái tinh chỉnh. Ba tinh chỉnh độ nhạy, chỉnh mic chép và bát luôn đấy. Đây trước mặt quý vị và các bạn là đôi loa là đôi bát vàng rất là đẹp luôn. Bát vàng của đôi loa JBL 4344 cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Rất là đẹp luôn. Và đây bên này, trước bên này. Những đôi loa này thì không có một điểm trừ là luôn các bác nhá. Không có một điểm trừ luôn. Cực kỳ đẹp luôn. Đôi loa quá đẹp, tất cả là sơn si còn zin luôn các bác nhá. Thùng này thì gọi là có vuốt qua rồi thì không tránh được, bởi vì là những cái thùng gỗ này thì là mình không tránh được. Đấy. Như quý vị đã biết đây, một bát này là 2235H đây. 2235H bát vàng nhá. Còn trên nó là mic 2122H. Mic 20 2122H.
còn họng kèn thì là 2307. Đấy. Đẹp. Bây giờ em sẽ kéo ra và sẽ quay bốn quanh thùng cho các bác cùng tham khảo. Vâng, và đây em đã kéo đôi loa ra để quay bốn xung quanh cho các bác cùng chiêm ngưỡng cái độ đẹp của nó. Đấy, rất là đẹp luôn các bác nhé. Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Con này là vân gỗ đều màu nhau. Đấy, rất là đẹp luôn các bác. Con này là 8 ôm rồi nha. Các bác đấu cầu trên được, cầu trên được. Đấy. Cầu trên này, cầu dưới đều được. Rất là đẹp luôn. Những đôi loa này thì là không có điểm trừ luôn các bác. Rồi còn chiếc cái này rất là đẹp. Riêng đôi loa bát vàng nha, đẹp như này, đẹp xuất sắc như này, em đang bán với giá là đi 102 triệu. Quý vị và các bạn có nhu cầu xin liên hệ theo số điện thoại em đăng ký trên kênh, và quý vị đừng quên bấm vào đăng ký kênh ủng hộ giúp em để cập nhật những sản phẩm mới nhất và cũng như video mới nhất. Và đây em đang đánh với siêu âm ly lề silver cổ của hãng Marang, đó có model là 4400. Con này đánh rất hay luôn các anh nha. Và bây giờ em sẽ test, em sẽ đóng lại, em sẽ cho là loa vào vị trí, em sẽ test một đoạn nhạc cho các bác cùng nghe thử. Và em đã cho vào vị trí và cũng như em đang lắp cái len vào rồi. Để quay mời các bác cùng nghe thử một bản nhạc của do JBL thể hiện. Video giới thiệu sản phẩm cũng như video giới thiệu sản phẩm cũng như test sản phẩm và báo giá đến đây em xin dừng, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video sau. Luôn loa thì em đang bán với giá vừa xong em đã báo với các bác rồi, và còn chiếc âm ly để silver rất là đẹp luôn. Đây 4400 này em đang bán với giá 36 triệu. Đấy, quý vị và các bạn có nhu cầu xin liên hệ, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video sau. Em xin cảm ơn.